Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây, hãy cùng kênh tìm hiểu bài luận tử vi tuổi Mậu Ngọ vào năm Tân Sửu 2021 nữ mạng, sanh năm 1978. Việc xem tử vi đầu năm mới là việc rất quan trọng trong cuộc sống. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nữ mạng để thu được những thông tin quý giá về vận khí trong tương lai. Thông qua những luận giải tử vi chính xác, chi tiết sẽ giúp cho quý bạn có những hành động phù hợp và cụ thể với hoàn cảnh thực tiễn. Chẳng hạn như nếu gặp may mắn, phát đạt thì nên cố gắng, nỗ lực để thu được những thành quả lớn. Còn nếu gặp khó khăn, thua lỗ thì không nên mạo hiểm đầu tư mù quáng trong năm. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi Mậu Ngọ vào năm Tân Sửu 2021 nữ mạng, sanh năm 1978. Mậu Ngọ 44 tuổi nữ mạng, sanh từ ngày 7 tháng 2 năm 1978 đến ngày 27 tháng 1 năm 1979. Tướng tinh con heo, con dòng xích đế cô quạnh. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ vào năm 2021 nữ mạng. Mạng hỏa gặp năm thổ là sinh xuất xấu, chủ về hao tài, tốn của, sức khỏe kém. Sao thái bạch xấu, hao tài, đau ốm. Hạn thiên la, tinh thần bất an. Vận niên hầu thực quả tốt. Thiên can mậu gặp tân bình hòa thuận thành. Địa chi ngọ gặp sửu lục hại, chủ về phá hoại, thương tật, khó khăn. Xuất hành ngày mùng 1 Tết từ 11 giờ đến 15 giờ trưa tính theo giờ địa phương, đi về hướng chính đông để nghênh tiếp tài thần và đi về hướng tây nam để đón khỉ thần. Luận tử vi Mậu Ngọ nữ mạng vào năm 2021 về mặt sao hạn. Sao chiếu mạng, sao thái bạch, tức kim tinh. Người mệnh mộc, mệnh kim, nếu gặp hung tinh thái bạch chiếu mệnh, phải hết sức lưu ý bởi sao này thuộc hành kim. Sao thái bạch chủ về công việc kinh doanh không được thuận lợi, dễ bị kẻ gian ám hại mà sa sút, xấu nhất có thể liên quan đến pháp luật và tiền bạc hao tốn. Xấu nhất là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu. Thái bạch sau ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ, tứ tung thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn, trong ngoài bất an. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ vào năm 2021 nữ mạng về hạn tuổi. Hạn thiên la, xấu. Thiên la hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên la hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh, họa trao phải phòng. Giải nghĩa: hạn thiên la chủ về quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bản thân. Đồng thời, những ảnh hưởng không nhỏ tới tình cảm vợ chồng khiến hai người có nhiều bất đồng trong cuộc sống, từ đó ảnh hưởng nhiều đến bình diện khác của cuộc sống. Xem tử vi năm 2021 Mậu Ngọ nữ mạng về tứ trụ. Thiên thuận, địa hao. Năm Tân Sửu đối với quý cô tuổi Mậu Ngọ không có gì quá đặc biệt. Công việc làm ăn không thay đổi rõ rệt. Tài vận tiền bạc ở mức độ trung bình. Về gia đạo thì năm nay có nhiều chuyện buồn phiền, tình cảm, hòa khí kém, tiền bạc tiêu pha nhiều. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ sanh năm 1978 vào năm 2021 nữ mạng về vận niên. Vận niên hầu thực quả, tức là khỉ ăn trái. Năm 2021 người nào gặp được vận niên hầu thực quả thì chắc chắn sẽ có một năm nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống. Cụ thể, con đường công danh được thuận lợi, đạt được mục tiêu, mặc cho có kẻ gian hay kẻ gièm pha, gây rối, những chuyện thường gặp
khó nay cũng có thể được giải quyết dứt điểm. Kinh doanh buôn bán hay khoa bảng cũng đạt được nhiều thành tích tốt. Tuy nhiên, cần chú ý chuyện tình cảm có thể xảy ra, ghen tuông, nghi kỵ, không đáng có. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mạng vào năm 2021 về màu sắc hợp tuổi. Trong năm 2021 thì tuổi Mậu Ngọ nên dùng màu đen để tăng cường tài lộc, tiền bạc của bản thân. Không nên dùng màu vàng, màu nâu, chủ về công việc, làm ăn gặp nhiều khó khăn. Luận tử vi tuổi Mậu Ngọ vào năm 2021 nữ mạng về sao chiếu theo năm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 tại cung tiểu vận có các sao cố định: Tấu Thư, Thiên Khôi, Thiếu Dương, Đường Phù, Hồng Loan, Tuyệt, Thiên Không, Cô Thần, Kiếp Sát. Bộ sao này chủ về việc đầu tư tiền bạc vào công việc làm ăn sẽ bị thua thiệt. Bên cạnh đó, quý cô cần cẩn trọng dao kéo, các vật sắc nhọn có thể gây thương tích. Tại cung xung chiếu có các sao: Long Đức, Thiên Hỷ, Đà La, Lâm Quan. Bộ sao này ý nghĩa quý cô năm này được quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng được thuận lợi. Ngoài ra, quý cô chú ý sức khỏe hoặc việc đi lại. Tại cung nhị hợp có các sao: Thiên Mã, Thanh Long, Điếu Khách, Bệnh. Quý cô xuất hành hoặc đi xa hay đi lại nhiều phục vụ cho công việc. Cùng với đó, quý cô chú ý sức khỏe không được tốt. Tại cung tam hợp có các sao: Thiên Trù, Đào Hoa, Thiên Việt, Nguyệt Đức, Mộc Dục, Tử Phủ, Đại Hao, Tuyệt, Phúc Đức, Quả Tú, Địa Võng, Kình Dương, Suy. Bộ sao này quý cô được quý nhân phù trợ hoặc có lộc về đường ăn uống. Tuy nhiên, quý cô lưu ý có thể mắc bệnh liên quan đến tiêu hóa hoặc dạ dày kém. Kết luận, dựa vào sao cố định trong năm nhận thấy quý cô tuổi Mậu Ngọ tương đối may mắn. Công việc gì cũng được quý nhân giúp đỡ nên được thuận lợi và đạt kết quả tốt đẹp. Về gia đạo của quý cô có chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra, tiền bạc chi tiêu nhiều trong năm. Chú ý tiêu pha về tình duyên con cái. Tổng kết tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nữ mạng về phương diện công việc ngoại giao. Năm Tân Sửu là một năm thuận lợi cho công việc ngoại giao của quý cô tuổi Mậu Ngọ. Mọi kết giao đều gặp được may mắn, được quý nhân hỗ trợ nên công việc thuận lợi và có sự mở mang. Về phương diện tài chính, tiền bạc trong năm này có sự hao tán nhiều, chủ yếu tiền bạc chỉ tiêu hao vào công việc làm ăn buôn bán. Quý cô nên cân nhắc kỹ lưỡng mọi sự đầu tư tiền bạc vào công việc kinh doanh trong năm này. Về phương diện gia đạo, tình cảm các thành viên trong gia đạo của người tuổi Mậu Ngọ quý cô không được tốt, thường xảy ra những mâu thuẫn, cãi vã, bất đồng quan điểm, nhất là nên có hướng giải quyết ngay từ ban đầu. Còn về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Mậu Ngọ trong năm cần chú ý các bệnh liên quan đến khí huyết khó lưu thông hoặc đau ốm bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Phương pháp giải hạn tử vi Mậu Ngọ nữ mạng vào năm 2021. Cúng sao giải hạn. Tuổi Mậu Ngọ nữ mạng vào năm 2021 gặp sao Thái Bạch chiếu mạng. Đầu năm nên cầu an, dân sớ giải hạn mỗi ngày, mỗi tháng vào ngày rằm 15 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 15 ngọn đèn hướng Tây làm lễ. Bài vị dùng giấy trắng và ghi Tây Phương Canh Tân Kim Đức Tinh Quân. Rồi khấn. Cung thỉnh Thiên Đình Hạt Linh Cung Đại Thánh Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân vị tiền. Thái Bạch hạn tháng năm trao mài, bi ai tan khó tán tài ốm đau. Ngày rằm cờ trắng lá màu, đèn thời tám ngọn lại vào hướng Tây. Giải hạn tuổi Mậu Ngọ năm 2021. Tuổi Hợp là tuổi sinh năm 1982 và tuổi sinh năm 1974.
Sự kết hợp với những tuổi này có thể mang đến những thuận lợi, may mắn và những điều tốt lành trong cuộc sống. Còn đối với tuổi Kỷ, với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, đó là tuổi sinh năm 1964 và tuổi sinh năm 1986. Hai tuổi không hợp này sẽ mang đến những buồn phiền, tai ương hoặc thị phi. Luận về các tháng tốt, tháng xấu vào năm Tân Sửu đối với tuổi Mậu Ngọ. Tháng xấu là tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch là những tháng xấu nhất trong năm Tân Sửu, chủ mang đến những điều thị phi hoặc chuyện buồn. Còn tháng tốt đó là tháng 4 và tháng 9 âm lịch là hai tháng tốt nhất trong năm. Mọi việc theo đó thực hiện trong tháng tốt này sẽ gặp được may mắn và sớm đạt được những kết quả tốt đẹp như ý. Luận tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nữ mạng theo tháng. Vào mùa xuân, tháng 1. Đón xuân cùng gia đình, nhưng quý cô cần lưu ý đến những công việc làm ăn. Trong tháng này, công việc làm ăn có thể gặp những vấn đề không lường trước được. Chú ý có thể quý cô hạn chế được những trở ngại, khó khăn không mong muốn. Tháng 2. Tháng này, công việc kinh doanh làm ăn của quý cô tuổi Mậu Ngọ cơ bản diễn ra bình thường, dù có biến động nhưng cũng không đáng kể và không ảnh hưởng đến thành tựu chung của năm. Ngoài ra, quý cô chú ý vướng phải cửa quan. Tháng 3, được hưởng phúc phần của tổ tiên, nên tháng này quý cô tính toán làm công việc gì cũng thu được thuận lợi, gặp phải nguy hiểm cũng hóa thành cát lành, may mắn hết sức. Đây là tháng tốt nên tận dụng thực hiện công việc quan trọng. Vào mùa hạ, tháng 4, tháng này quý cô chú ý trong gia đạo có thể có người già đau ốm lâu khỏi. Bản thân di chuyển xe cộ cẩn thận, tốt nhất hạn chế đi lại trong tháng này. Tháng 5, đây không phải là tháng thuận lợi của quý cô đầu tư tiền bạc trong công việc làm ăn. Bởi tháng này, công việc làm ăn của quý cô không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn cũng như gặp trở ngại. Tháng 6, công việc làm ăn của quý cô không có nhiều thay đổi trong tháng này. Cơ bản, mọi việc diễn ra bình thường, tuy nhiên quý cô nên cẩn trọng, có người nói xấu sau lưng, gièm pha, phá hoại. Vào mùa thu, tháng 7, đây là những người tuổi Mậu Ngọ. Có tháng 7. Quý cô cẩn trọng ra ngoài có sự tiêu pha, hao tán nhiều. Bên cạnh đó, sức khỏe của quý cô năm này không được tốt nên cần cẩn thận, đề phòng đau ốm, bệnh tật. Tháng 8, tháng này quý cô có sự sửa sang, mua sắm nhà cửa. Tuy nhiên tháng này quý cô có thể bị trộm. Tháng 9, quý cô đón tin vui trong tháng này. Đó cũng có thể là tin vui về hỷ tính cưới sinh hoặc thêm người, thêm con, thêm cháu trong gia đình. Vào mùa đông, tháng 10, tháng này quý cô sinh năm 1978, được quý nhân giúp đỡ về mặt tiền bạc trong công việc, làm ăn thuận lợi. Đầu tư vào việc gì cũng được may mắn, sức khỏe của quý cô trong tháng này cũng không tốt, chủ yếu bệnh về máu huyết khó lưu thông hoặc bệnh xương khớp. Tháng 11, đây là tháng mọi việc diễn ra bình thường, công việc làm ăn của quý cô không có sự thay đổi rõ rệt. Ngoài ra, khi đi ra ngoài cần chú ý xe cộ. Tháng 12, tháng này công việc làm ăn kinh doanh của quý cô bị phá hoại, đầu tư kinh doanh trong tháng này không thuận lợi. Ngoài ra, gia đạo quý cô trong tháng này có nhiều chuyện buồn đưa tới. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ vào năm 2021 nữ mạng quả thật có tác dụng, không thể phủ nhận. Nhiều người nhờ biết và hiểu được vận khí của bản thân nên đã chăm sóc mình tốt hơn. Họ cẩn trọng, đề phòng trước những rủi ro, ốm đau, nguy hiểm, tai nạn giao thông. Bản thân có những hành động thiết thực để giảm thiểu nguy cơ xảy ra những bất lợi về sức khỏe, để mang lại sự bình an cho chính mình và gia đình. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 vào năm Tân Sửu 2021 nữ mạng chi tiết. Nếu thấy video hữu ích,
Quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời, đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất nhé!